Chào anh em nhá, chào tất cả MV tất cả mình. Thì hôm nay mình không đốt pháo anh em nhá, nhưng mà hôm nay là cái khu kia mình chỉ tay hư trước mặt đấy. Thì vừa mình đi vào đi làm về thì đằng đấy nó hôm nay thấy ở chỗ đấy là cái chùa anh em ạ, thì đang đốt pháo rất là mạnh. Thì vừa rồi mình vẫn chưa quay thì đốt phải khoảng vào hai mấy dàn rồi anh em, hai mấy dàn thôi nhá. Mà lúc ấy mình vừa làm về anh em, đang lúc tắm ở trong nhà, chỗ đoạn cửa nhà tắm cứ nhìn ra mà cứ nghe cứ đùng đùng nhấp nháy sáng anh em, rất là đẹp. Thế là bây giờ mình tắm nhanh, thế là mình chạy ra đây mình review, không biết là còn hay không thì giờ sẽ đợi chờ đấy, còn thì mình sẽ có cảnh đẹp thì mình sẽ up lên YouTube và chia sẻ cùng anh em xem nhé. Kìa các anh em à, ồ cũng đẹp đấy, wow, dình mãi thì dình được anh em ơi, mình sẽ đi sát nó một chút nhá. Cái chùa này thì mình biết nó ở chỗ nào anh em, nhưng mà nó xa lắm, khá là xa. Quay này thì thấy mình thấy cũng hơi xa anh em ạ. Đây anh em ơi, thì vừa mình bỏ ra tầm khoảng gần 20 phút mình phi đến thì cái chùa ở đây anh em ạ, chùa trước mặt đây nhá. Tí nữa sẽ đốt ở ngay cái phía trước mặt này. Đấy, là mình sẽ đứng ở đây luôn. Đấy, vì anh em ấy nhá, thấy đốt pháo đó là phi đến luôn. Thì hôm nay ở chỗ này có kiểu dạng hội chùa ở đây người ta tổ chức ấy, thì tí sẽ đốt pháo rất hoành sáng, nhưng từ nãy giờ đốt khá là nhiều rồi, không biết là còn nữa không, nhưng mình vẫn sẽ cứ đợi nhá. Đây anh em ơi, trước mặt là toàn kiểu pháo pháo hú anh em ạ. Đây anh em nghe anh chưa, vừa còn nhưng mà toàn pháo hú rồi, chưa thấy pháo hoa đâu đấy, toàn pháo hú rồi. Đây anh em ơi, đẹp luôn này. Được, được. Wow, đẹp đấy anh em ạ. Dàn này chắc phải tầm dàn 24. Đấy anh em thấy người ta đang nói chưa? Đấy, người dẫn chương trình đang nói, rất hay đấy. Hóng mãi được một dàn pháo hoa anh em ạ. Phi tận nơi luôn. Đấy anh em ơi, đẹp không? Ôi giời. Được có nó đấy anh em ạ. Anh em thấy không? Bắt được hai dàn rồi anh em ạ. Bắt được hai dàn rồi. Anh em đừng quên like đăng ký ủng hộ mình anh em nhá. Ở đâu có pháo ở đó có sơn sơn. Em ạ, vì tất cả anh em thôi. Đấy, vì kênh ấy rồi. Anh em thấy mình không? Đấy, đi đến tận cái chỗ như này. Đây, tiếp theo là màn pháo rít. Anh em ơi, pháo chùa. Kinh không? Đấy. Đây là kiểu pháo hú anh em ạ, pháo hú lổ nhá. Anh em nhìn không? Thì chỗ này mình đang đứng ở kiểu dạng gần đường lớn ấy, nên là ô tô đi âm thanh nó hơi ồn, anh em thông cảm nhá. Đấy, pháo này thì nó không đẹp, nó chỉ sáng tạch tạch thôi. Ấy anh em nghe tiếng hú ấy, pháo hoa đẹp hơn. Đấy, đợi kiểu gì tính vẫn còn à. Thì vừa mình tắm ở nhà mà ủa nó lổ đành tài quá, sốt ruột nó chạy ra đốt xong vừa đứng ở tận chỗ ngoài kia xa quay không nét thì đến tận chỗ này luôn. Đường hơi ngoằn nghèo tí cũng phi ra kiểu tại đường nó to mà đi khó mãi đến là nhiều đèn xanh đèn đỏ mà. Đấy, giờ mình nghe lại tiếp nhá. Cái này đẹp 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 anh em. Wow. Ôi giời ơi, dàn này quay chậm quá anh em ạ. Đây dàn thứ ba, nhưng mà dàn này như thì có 12 quả thôi, bắn khá là ít. Anh em ơi. Wow. Pháo bánh, pháo bánh. Wow. Mình định phi phi vào trong ấy, nhưng mà ở đây nó có bật nhạc bản quyền ấy, mình không dám đi vào trong. Mình có thể đi được vào trong luôn, nhưng mà khả năng mình chỉ đứng ngoài này thôi anh em ạ. Anh em thông cảm nhé. Mình nói chung đi vào trong đơn giản thôi. Đấy, bà người ta đang nói kìa. Đấy, mình sẽ đứng ở ngoài thôi nhá. Đấy, chắc người ta đợi người ta nói xong một chút là bắt đầu lại bom bom ngay. Đấy.
Anh em này lại tiếp kìa. Nhưng mà cái này hơi có nhạc. Wow. Ui, đẹp thật. Anh em ạ. Wow. Hết. Đẹp. Wow. Cuối cùng thì cũng bắt được thêm giàn nữa anh em ạ. Đấy, thì đây là chương trình mình đợi khá lâu anh em ơi. Anh em ủng hộ mình nhá. Giờ kênh mình cũng sắp lên được 30k người đăng ký, giờ đang 23k rồi. Mong anh em ủng hộ để mình lên được 30k nhá. Còn nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Giờ mình đã đợi hóng tiếp. Nếu mà còn nữa thì mình lại tiếp tục quay cho anh em xem. Đấy, đây là rau hú nhá. Không biết là trong kia nhạc kia không biết có dính bản quyền không. Dính bản quyền là mình không đăng cho anh em xem được đâu. Wow. 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 Hay đấy. Toàn pháo hú luôn. Wow, ác thật đấy. Tiếp theo này là pháo hú rồi. Ôi giời. Cái này chỉ được cái kêu đứt tai thôi anh em ạ. Cứ díu díu rồi. Còn cái pháo hoa đâu rồi nhỉ? Viên pháo hú luôn. Thì nó đốt trong mấy giảm liền anh em ạ. Nó đứt tay luôn. Gắt thật.